tám ta kiến phủ nhận cả có và không có tướng sau khi chết kinh văn hiệu tam ma trung chư thiện nam tử kiên ngưng tránh tâm ma bất đắc tiện cùng sanh loại bản quán bì u thanh thường nhiễu động nguyên ư hành tồn trung kiêm thọ tưởng diệt song kế hữu vô tự thể tương phá thị nhân trụ nhập tử hậu câu phi khởi điên đảo luận việt dịch lại nữa các thiện nam tử đó trong tam ma đề tránh tâm đứng lặng sáng suốt thiên ma không có cơ hội quấy phá trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn loài quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng kia trong trạng thái hành ấm chưa tiêu dung nhưng thọ ấm và tưởng ấm đã tiêu trừ nếu khỏi tâm chấp trước cả hai cái có và không thì tự thể phá nhau người ấy rơi vào luận thuyết điên đảo phủ nhận cả có cả không còn gì tồn tại sau khi chết giảng lại nữa các thiện nam tử đó trong tam ma đề tránh tâm đứng lặng sáng suốt thiên ma không có cơ hội quấy phá hành giả trong khi thiền quán tránh tâm ngưng lặng vững chắc thiên ma không quấy phá được nữa điều này đề cập đến người tu tập tránh định có được định lực mạnh mẽ và kiên cố mặc dù ngoại ma không thể đến quấy rối anh ta được nữa nhưng mà từ trong tâm thì rất khó hàng phục trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng kia, hành giả có thể nghiên cứu cùng tột cội gốc của 12 loại chúng sanh, thấy được manh mối của trạng thái thường nhiễu động vi tế kia, anh ta quan sát được trạng thái khinh thanh u uẩn trong tâm, vào lúc ấy tình trạng đó là tướng thường nhiễu động vi tế của hành ấm. Trong trạng thái hành ấm chưa được tiêu dung nhưng thọ ấm tưởng ấm đã được diệt trừ. Nếu hành giả khởi tâm chấp cả có và không thì tự thể phá nhau. Bản ngã riêng của anh ta đã bị xóa sạch, nó không còn tồn tại nữa nên nó mâu thuẫn trong tâm. Nếu cho rằng mọi vật đều tồn tại thì anh ta cũng tồn tại. Nếu nói rằng mọi vật không còn tồn tại thì anh ta cũng không tồn tại. Khi anh ta tự mâu thuẫn với chính mình thì anh ta cũng bị hủy hoại lấy mình anh ta tự nhận lý thuyết của chính mình người ấy rơi vào luận thuyết điên đảo phủ nhận cả có cả không còn gì tồn tại sau khi chết anh ta cho rằng sau khi anh ta chết chẳng có gì tồn tại lẫn không tồn tại thế thì đó là cái gì có phải cái chẳng tồn tại cũng chẳng không tồn tại là trung đạo chăng không anh ta chẳng quan tâm đến trung đạo cũng chẳng quan tâm đến việc mình có chứng được trung đạo hay không đây là điểm anh ta sai lầm và trở nên mê hoặc kinh văn sắc thọ tưởng trung kiến hữu phi hữu hành thiên lưu nội quán vô bất vô Việt dịch thấy sắc ấm thọ ấm tưởng ấm có mà chẳng phải có, xét trong dòng chuyển biến của hành ấm, thấy cái không chẳng phải là không, giảng thấy sắc ấm thọ ấm tưởng ấm có mà chẳng phải có. Chú ý vào sắc ấm thọ ấm tưởng ấm, ba ấm mà hành giả đã tiêu trừ và vượt qua được, thấy sự hiện hữu đó không thực là hiện hữu, hành giả nhận biết một trạng thái hiện hữu nhưng nó không thực sự hiện hữu, xét trong dòng chuyển biến của hành ấm hành giả thấy rằng cái không hiện hữu không thực sự là không thấy cái không chẳng phải là không trong sự nhiễu động vi tế của hành ấm hành giả thấy rằng những gì không hiện hữu dường như cũng có sự hiện hữu do đó chẳng có sự tồn tại và cũng chẳng có cái không tồn tại nên anh ta kiến lập lý thuyết này